Yobi xin chào các bác nhé. Thì hôm nay thì bên em sẽ quay cho các bác một siêu phẩm. Đấy, thì hàng về đến đâu là hết đến đấy. Riêng cái con này và cái màu này đấy, là cực hot. Đó là dòng Twitter Cyclone Bờ Rồ RS22 đấy. Cực đẹp đấy, em sẽ quay chi tiết cho bác xem. Thì em xin phép mà đi qua về cái cấu hình của em nó. Thì cái con này khung của nó là khung carbon các bác nhé, khung carbon, khung sườn, sườn lạng carbon, đoạn cổ phốt này cũng là carbon luôn nhá. Đấy, nhìn nhá, cây sợi carbon của nó này. Đấy, dòng Twitter. Đấy, cọc yên carbon. Đấy, cặp bánh là cặp bánh nhôm các bác nhá, cặp bánh nhôm. Đấy, cặp bánh nhôm thì con này nó sử dụng cái bộ group là Z-Chopec. Đấy, Z-Chopec. Cái dòng này là dòng chỗ Twitter thì nó dùng để giảm đi cái chi phí làm ra một chiếc xe này. Đấy. Đấy. Cái gạt đề, cái cần đề này sau này cũng là carbon các bác nhá, để sợi carbon này. Đấy. Sợi carbon. Trục rỗng, đùi đĩa Z-Chopec. Đồ hầu như là của Z-Chopec hết, cụm phanh cũng là của Z-Chopec. Cụm phanh trước sau là của Z-Chopec. Tay phanh là Z-Chopec. Tay bấm xả Z-Chopec. Trục giữa. Trục giữa là Z-Chopec, trục rỗng nhá. Cái này thì có 2 đĩa. 2 đĩa và 11 lít. Đấy, quả hấp này của nó cũng là Z-Chopec luôn. Đấy, thì tổng thể của cái con xe này cân nặng của nó là 8 cân rưỡi, sau khi mà bơm hơi và lắp bidan vào là 8 cân rưỡi, cân thực tế là cửa hàng mà cân điện tử luôn. Đấy, cực đẹp. Thì con này bên em đang bán là hơn 13 triệu, tùy vào từng thời điểm của nó. Những thời điểm nó khan hàng thì giá nó khan hàng, hàng hiếm thì giá lại cao hơn một chút. Đấy, thì em quay qua cho các bác là con này là khối lổ nhá. Đây em quay cho các bác xem. Đấy, cối lổ kêu tè luôn. Con này thì con là tay ngang, thì nó có cả bản tay cong nữa. Bản tay cong thì hơn 14 triệu. Bản tay cong của nó thì hơn 14 triệu. Cái cặp vành này là có thể chụp phản quang được không nhá. Cặp vành này phản quang đấy. Đấy, em đang cấy ấy nhá, phản quang này. Cái logo của nó, logo Twitter kia ở dưới gầm. Đấy. Cái logo của nó cũng phản quang các bác nhá, logo phản quang ấy. Đấy. Chụp phản quang phát là nó phản quang luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Em xoay đèn nó phát là nó phản quang này. Đấy. Cực đẹp luôn. Cặp bánh của nó cũng phản quang nhá. Đấy. Thì đây con này em đang quay của nó, size của nó đây. Size này size XS. À, size 45. XS 45. Ngang là 55.5. Có đầy đủ trên khung hết. Nhẹ lắm. À, em hai ngón tay cũng lên được này. Nhấc lên luôn. Đấy, thì hiện tại hàng này đang có sẵn tại bên em. Thì các bác có nhu cầu thì vui lòng xin hệ hẻm xe Obi nhé. Số điện thoại là 0705678567. Thì bên em sẽ có các bạn trực, các bạn sẽ tư vấn và giúp các bác là chọn một chiếc xe phù hợp nhất với mình, về cả tài chính lẫn là cái nhu cầu sử dụng của mình luôn. Em xin kết thúc video tại đây. Rồi, xin chào các bác nhé.